Hôm nay mình sẽ làm món rau su hào xào thịt nhé. Món rau su hào xào này là cái món ăn rất là dân dã và quen thuộc trong bữa cơm gia đình của người Việt ạ. Để làm món này thì trước tiên các bạn chuẩn bị một cái chảo. Bạn cho một ít dầu ăn vào nhé. Dầu ăn hoặc là mỡ heo. Ở đây mình dùng mỡ heo. Mỡ heo hôm trước mình áp đấy ạ. Xào rau thì dùng mỡ thì ngon hơn ạ. Như các bạn sợ béo thì các bạn dùng dầu ăn nhé. Cho khoảng, đây là một thìa ăn phở mỡ heo. Mình để trong tủ lạnh cho mỡ nó đã đông như thế rồi ạ. Các bạn cho một ít hành tím vào xào. Thịt thì các bạn có thể ướp trước hoặc là tí nữa xào mình ướp sau nhé. Mình cho gia vị sau nhé. Đây thịt, đây là mình dùng hôm nay mình dùng một ít thịt vai. Mình thái nhỏ. Cái món rau này thì thịt chỉ là phụ thôi, chủ yếu là rau thôi các bạn ạ. Khi mà thơm rồi thì mình sẽ cho thịt và cà chua vào xào cùng luôn. Cho thịt cà chua chín tới thì mình sẽ cho rau vào xào luôn cùng. Và bây giờ mình cho gia vị vào luôn. Hành tím thơm thì mình cho luôn thịt và cà chua vào. Cà chua để cho món ăn của chúng ta nó có một chút vị chua và ngọt, ăn nó sẽ dễ ăn hơn nhiều và màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn đấy. Gia vị thì các bạn cho hạt lêm này, bột canh này, mì chính này, mắm này, tùy theo gia đình bạn dùng cái gì cũng được, miễn là nó cho gia vị nó đậm đà một chút. Thịt đậm đà một chút nhưng rau thì nhạt một chút thì cho rau dễ ăn đấy. Rau này không nên nên nếm mặn quá. Cho khoảng 1,5 thìa cà phê bột canh hoặc là một thìa đầy hẳn lên, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho muôn thịt vào xào, rau vào xào. Rau thì các bạn thái quân cờ như này nhưng mà mỏng nhá, nhưng không mỏng quá, vì mỏng quá thì rau của chúng ta nó sẽ không còn ngọt nữa. Khi xào mà khô quá thì các bạn cho một ít nước lọc vào ấy, để cho nó đỡ khô nhé, để cho rau nhanh mềm. Rau mà khô quá thì các bạn cho một chút nước vào cho mình như này, để cho rau nó nhanh mềm nhé. Và các bạn xào khô rau là được. Sau đó mình cho một ít rau thơm, hành lá vào, ít mùi. Cho nửa vừa nhé. Xào khoảng 10 phút là rau chín ạ. Cho thêm ít nước này cho nho rau nó nhanh mềm ạ. Rau của mình đã mềm rồi, bây giờ mình cho ít hành lá vào nhé. Cho ít rau húng mùi ạ. Rau mùi thế nào, chứ không có húng ạ. Ở đây mình nêm nếm gia vị vừa rồi, cho nên mình không cho nữa. Còn bình thường thì lúc trước khi tắt bếp thì các bạn cho thêm một chút hạt lêm hoặc một chút mì chính nhá, cho nó ngọt ấy. Rồi thì mình sẽ cho ra đĩa. Rất là hấp dẫn rồi đấy ạ. Đây là mình đã làm xong món rau su hào xào đấy ạ. Món này là món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình ạ. Tối nay mình ăn cơm với nước luộc nước canh giá và rau su hào xào. Su hào rất là ngọt ạ và không hề mặn. Gia vị thì vừa quyện với thịt thì ăn rất là dễ ăn ạ. Cái này ăn với cơm trắng thì rất là ngon các bạn ạ. Mình sẽ dừng video này tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo của mình.